100% nguyên liệu từ thiên nhiên, giúp nhà nông giảm phân nửa lượng phân bón và 80% thuốc bảo vệ thực vật. Cải tạo đất không gây ô nhiễm môi trường, không độc hại đối với người, làm tăng hơn 10% năng suất, cho nông sản sáng chắc an toàn. Tất cả có ở phân sinh học web. Phân sinh học web được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khuyên dùng. Phân sinh học web vì nền nông nghiệp Việt Nam bền vững. Nông dân hỏi nhiều về ruồi vàng, một trong những côn trùng gây hại nguy hiểm nhất trên cây na hiện nay. Đó cũng là nội dung chính của chương trình Hướng nghiệp Nhà Nông ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con phòng trừ ruồi vàng gây hại trên vườn na giai đoạn sắp thu hoạch. Ruồi vàng đục trái gây hại hầu hết trên các cây ăn quả như là bưởi, xoài, ổi, đu đủ, cam. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc tính của loài này. Vòng đời của ruồi vàng kéo dài từ 50 đến 57 ngày, tùy theo từng nhiệt độ mà vòng đời của chúng thay đổi khác nhau, trải qua 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng hay còn gọi là giòi, nhộng và rồi trưởng thành. Trứng từ 1 đến 1,5 ngày. Trứng ruồi có hình dạng quả chuối, có màu trắng trong, dài khoảng 1 mm, lúc mới đẻ có màu trắng sữa. Khi sắp nở, có màu vàng nhạt. Ruồi sau khi đẻ trứng khoảng từ 1 đến 1,5 ngày, trứng sẽ nở ra giòi. Giòi tách ra khỏi vỏ trứng. Từ đầu quả trứng tạo ra một vết rách dọc quả trứng và chui ra ngoài ăn thịt quả. Ấu trùng hay còn gọi là giòi, có 3 tuổi, thời gian kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Ấu trùng non mới nở, dài khoảng 1,5 mm. Miệng có một móc cứng đen, đẫy sức dài khoảng từ 6 đến 8 mm. Màu vàng nhạt. Khi giòi đẩy sức chui ra ngoài sẽ hóa nhộng. Giai đoạn nhộng kéo dài từ 7 đến 12 ngày. Vỏ nhộng hình trứng dài, lúc đầu có màu vàng nâu, lúc ruồi sắp vũ hóa sẽ chuyển sang màu nâu đỏ. Ruồi trưởng thành đẻ trứng sau từ 25 đến 32 ngày và có thể sống khoảng từ 2 đến 5 tháng. Một con ruồi vàng cái trung bình có thể đẻ được từ 150 đến 200 trứng. Ruồi trưởng thành sẽ hoạt động vào ban ngày, thường là sáng sớm hoặc là chiều mát. Chiếc bẫy với nguyên liệu chính làm từ hạt na. Bẫy bả sinh học đặc biệt này là ý tưởng của Linh Sĩ Hải, học sinh lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Võ Nhai, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Bả diệt ruồi vàng gồm có hai phần, đó là chất dẫn dụ và chất độc. Theo các tài liệu nghiên cứu, hạt na chứa từ 38 đến 42% dầu. Trong đó có các axit béo mạch lớn, axit myritic, palmitic, stearic, hexadecanoic và oleic chiếm tỷ lệ lớn. Trong hạt na có một alkaloid vô định hình gọi là anonain. Anonain có công thức hóa học là C17H15O2N. Đây là chất độc thần kinh gây ức chế thần kinh động vật, làm cho dây thần kinh bị tổn thương và đứt đoạn. Khi sự kích thích thần kinh bị rối loạn và tê liệt, chất này sẽ khiến cho côn trùng bị chết. Biện pháp tách chiết hạt na. Sau khi tách lọc từ quả, nếu để trong điều kiện bình thường thì hạt na sẽ không gây độc hại, vì những chất anonain được bảo vệ bằng lớp vỏ cứng. Sau khi tách bỏ lớp vỏ, xay hoặc là giã nát, các axit béo và alkaloid được giải phóng sẽ kết hợp với nhau để tạo thành chất độc. Chất này có thể làm chết người. Từ thử nghiệm trên thực tế, có thể rút ra công thức pha trộn bả như sau. Chất dẫn dụ gồm đường, rì mật hoặc là mật ong, giấm. Tỷ lệ pha trộn 3 đường, 1 rì mật, 4 giấm, ủ lên men từ 2 đến 3 ngày. Chất độc được tách từ hạt na bằng cách hạt na xay nhuyễn, ngâm với rượu 40 độ. Cứ 200 g hạt na ngâm với 1 lít rượu. Ngâm rượu trong 1 tuần và tách lấy nước. Trộn theo tỷ lệ 1 chất độc na cộng với 3 chất dẫn dụ. Tức là cứ 1 ml chất độc
thì pha trộn với 3ml chất dẫn dụ. Ngoài hạt na thì chúng ta cũng có thể sử dụng chiết xuất chất độc từ hạt điều tươi, vỏ cam quýt để làm các chế phẩm có tác dụng xua đuổi, tiêu diệt côn trùng. Một năm, na chỉ cho thu hoạch một lần, từ tháng 8 tới hết tháng 9. Khoảng thời gian còn lại, những con ruồi vàng sẽ sinh sống ở đâu? Hiểu được điều này sẽ giúp cho bà con phòng trừ ruồi vàng hiệu quả hơn. Bà con thường trồng xen các loại cây để tăng thu nhập. Nhưng những loại cây này sẽ là nơi ẩn chứa ruồi vàng. Khẳng định quả này chắc có rồi, không bị lệch. Đây không? Đào lên nhé. Lúc nó mệt thì thôi, cứ đào lên lại cậy. Khi ruồi nó đẻ vào trong cái chỗ quả đu đủ này, thì chúng sẽ phá hại cái quả đu đủ này. Và sau đó khi chúng ăn ruồng hết quả đu đủ mà con đu đủ sẽ rụng xuống đất như này. Thì sau khi chúng vào nhộng thì chúng sẽ là vào nhộng ở xung quanh đất, ở xung quanh gốc mà những nơi chỗ quả đu đủ nó rơi. Đấy, sau đó khoảng từ 9 đến 13 ngày, con giòi như này nó sẽ vũ hóa thành con ruồi. Và sau đó là chúng sẽ đẻ trứng lên cái quả na ở xung quanh vườn chúng ta. Phòng trừ ruồi vàng đòi hỏi phải áp dụng đồng loạt trên một diện tích lớn. Nếu làm lẻ tẻ, sau khi phòng trống khoảng một thời gian, ruồi vàng ở các nơi khác, chúng sẽ bay tới gây hại. Chất dẫn dụ sinh học này là hỗn hợp giữa chất dẫn dụ và chất diệt ruồi vàng đục trái. Trong đó, chất dẫn dụ được chiết xuất từ tinh dầu cây hương nhu kết hợp với chuối, mít, thơm, rượu nếp thang và bã bia. Còn chất diệt gồm hạt mã tiền và hạt trái bình bát, đem trộn chúng ép lấy tinh dầu pha với rượu. Sự kết hợp của chất dẫn dụ và chất diệt tạo nên một loại thuốc có tính hấp dẫn rất lớn đối với ruồi vàng đục trái mãn cầu ta. Trên 1 hecta đặt 8 cái bẫy và một cái bẫy như vậy trong một tháng bắt được 6.000 đến 8.000 con ruồi vàng đục trái. Mật số ruồi đục trái trên 1 hecta trồng mãn cầu ta giảm 80%. Hiện trên địa bàn Tây Ninh đã có 40 hecta đang áp dụng mô hình sử dụng chất dẫn dụ sinh học để phòng trừ ruồi đục trái mãn cầu ta. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nhiều bà con trồng mãn cầu ta ở khu vực Đông Nam Bộ. Tôi thấy nè, nó có màng như nhũ dầu á. Thì mục đích của mình là gì? Nước á, để nó đẩy cái ván dầu lên. Đấy. Chứ nó không phải là cái thuốc này để tan con nước, nó làm giảm cái hiệu lực đi. Đó, mục đích nước là gì? Nó đẩy cái ván dầu lên. Và khi thuốc nó nổi trên á thì khi dẫn dụ rồi đến là nó tiếp xúc với lại cái ván dầu của thuốc. Mình cho thuốc vô, nó thuốc nó đổ ra ngoài thì nó lại mất cái hiệu lực. Bẫy khi treo ở cây cách mặt đất từ 1,2 đến 1,5 mét. Thấp quá, nếu trong vườn nuôi gà hoặc nuôi con vật khác, chúng sẽ làm rơi vãi thuốc ra bên ngoài. Bà con cũng tránh đặt bẫy quá gần với ranh của vườn bên cạnh. Trong vòng chưa đầy một phút, ruồi đục trái đã dính bẫy. Phải duy trì liên tục một tháng cho đến 2 tháng để phòng trừ cái ruồi đục trái liên tục như thế, thì lúc đó mình giảm cái mật số ruồi xuống rất là nhiều, thì lúc đó cái hiệu lực nó mới mạnh. Sau một tháng, nhà vườn sẽ tiến hành thu gom bẫy và tiêu hủy ruồi đục trái bằng cách chôn vùi trong đất. Đây là giải pháp hữu hiệu nhất để loại bỏ một cách hoàn toàn ruồi đục trái ra khỏi vườn.